mái chùa che chở hồn dân tộc. Đây là cái chùa Hòa Bình mà gần nhà mình là các bạn, mình Thọ giáo ở chùa này. Thầy mình là một cái ni cô, sư cô nhưng mà có trí thức nha các bạn. Thầy mình dễ chịu lắm, tùy duyên lắm các bạn ơi, dễ thương lắm luôn, Phật tử rất là thương thầy. Các bạn, hôm nay là chùa mình có làm lễ Du Lan và xuất bát chung đó các bạn. Mình quay lại một phút phim để mình chia sẻ với các bạn nha. Đây là cái món gỏi mà mấy cô gọi là gỏi đông đầy tình thương đó các bạn. Đây là nước mắm nè. Còn bên đây là cái món gỏi cuốn. Gỏi cuốn sư cô đang làm đó, cho sư cô lên mạng luôn nha, xin phép nha. Đây, gỏi cuốn này là hết ý luôn. À, quý sư làm rất là kỹ nha các bạn. Có gói bằng ni lông nữa nè. Đây là cái món nước chấm gỏi cuốn. Con lấy dĩa gỏi cuốn nè sư cô. Gỏi cuốn thì gói trọn yêu thương cho món gỏi cuốn này nè các bạn. Đó, gói trọn yêu thương. Cơm nàng tắm có nghĩa là cơm tắm đó phải không sư? Đúng rồi, cơm nàng tắm là cơm tắm. Cơm nàng tắm. Dạ, ở đây chưa có cơm mà chỉ có đồ chua và nước mắm thôi các bạn. Đồ chua mà nước mắm mà chưa có cơm nha. Thì ở đây là cái phần cái hàng cơm nàng tắm. Đó. Mấy cô thật là chu đáo nha. Ở đây là cái gì đây? Chắp cánh ước mơ. Có nghĩa là hoành thánh đó các bạn. Hoành thánh là mấy cô nắng hình con chim nè. Đó. Gọi là chắp cánh ước mơ. Rất là ngon luôn nha các bạn. Mà bàn nào là cũng ra bị một bình hoa hết. Nhiều lắm các bạn ơi. Ở đây là thịt nướng. Thịt nướng nè. Mà thịt nướng thì vết nhạn lưng trời. Đó, cái này là cái tên của món ăn nha các bạn. Và đây là bàn lễ Phật của mình nè. Quý sư cô làm rất là đẹp luôn. Rất đẹp, rất đẹp. Bây giờ mình đến sớm là chưa có đồ ăn ra đâu các bạn. Mình đi quay. Đi quay những cái bình hoa rất đẹp. Đây nha. Ở đây nè. Đây là trái cây chưng để làm cảnh ở giữa nhà thôi chứ không có biết là tiêu đề là gì nữa. Có tiêu đề hết rồi. Nhưng đây là một cái bình hoa nói về mẹ nè. Lễ Du Lan và xuất bát chung nha các bạn. Và bên đây là một cái bình hoa nói về cha. Để mình chia sẻ cho các bạn thấy nha, rất là đẹp luôn. Đẹp đó. Quý cô nhà mình là số 1 nha các bạn. Số 1. Đó, đây là cái khung cảnh. Đây là coi cái món này là món gì. Sợi nhớ, sợi thương. Đó, món này là món sợi nhớ, sợi thương nha. Thì đây là miếng, miếng xào. Đó, đây nước mắm, nước tương nè các bạn. Tương nước mắm nè. Sợi nhớ, sợi thương nha. Còn cái bàn này thì chưa có nè. Thắm tình đạo vị. Nhưng mà chưa có thức ăn, mình không biết. Rồi mình chia sẻ cho các bạn ít phút thôi nha. Bây giờ đi mời người ta lên lầu đặng phát kinh. Đây là bếp cơm tình thương. Lễ Du Lan luôn nè các bạn. Đây là nhân vật chủ sĩ nè, bạn mình đó. Quay đặng mình đưa lên đặng cho bạn mình vô vô mạng chơi ha. Đây là bánh bò nè các bạn. Đây là sữa nha, sữa bánh bò. Một lát mình xớt bát cho quý sư đó. Đây là cái quang cảnh, quang cảnh mà quý sư cô làm rất đẹp nha các bạn, rất là đẹp luôn đó. Trang trí đó, trang trí bằng thanh long nè, thấy không, thiên nhiên ha.
ơi, hôm nay là lễ Vu Lan à. Hôm nay là tình cha các bạn ơi, cha nè. Đó, ở dưới đất nè, toàn là rất là đẹp nha các bạn. Còn bên đây là mẹ. Thì ngày nay là ngày của cha, của mẹ. Đó, ngày nay là ngày cài hoa hồng đó nha các bạn. Rất là hay luôn. Bạn ơi, đây là đội ngũ chủ lực của chùa nè nha các bạn. Không có những người này là bụng mình nó bị thế nào các bạn? Bị đói thôi. Đây là cô này siêng năng, hai cô này rất là siêng mỗi chiều nè. Trời ơi. Cô áo lam ơi. Ôi, cô áo lam đẹp như mơ này nè, cô áo vàng ơi. Chào khán giả nha. Rồi chiều nay là bắt kênh. Sư cô nè, mừng sư cô chút xíu nha. Con quay đi luôn sư cô nha. Con xin phép quay đi luôn. Dạ. Để đây đã không? Cảm ơn nhiều nha.